Mình xin kính chào quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shop Tool Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2019. Thì mình xin giới thiệu với anh chị một sản phẩm mang thương hiệu Terrace của Ruco. Đây chính là những cái mũi khoan do Ruco đặt Trung Quốc sản xuất. Thì những sản phẩm nào mà Ruco đặt bên Trung Quốc sản xuất thì nó đều mang thương hiệu Terrace, và thương hiệu này độc quyền luôn. Đăng ký độc quyền. Thì bộ mũi khoan này nó từ 1 ly cho đến 10 ly. Mã của nó là A205210. Nó có thể khoan được đồng, niken, nhôm, kẽm, nhựa và sắt y. Cái mũi này thì chỉ chuyên dùng cho khoan sắt là chủ yếu, còn đối với khoan inox hoặc là khoan những vật liệu cứng hơn như thép thì nó sẽ thua nha. Nó là mũi màu đen. Bộ sản phẩm này thì Shop Tool đang bán mức giá là 300.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Một mức giá cực kỳ hợp lý để anh chị mua sử dụng tại gia đình, bởi vì nó đầy đủ hết tất cả các mũi luôn. Từ 1, 1.5, 2, 2.5, nó mỗi bước vậy là nhân 0.5 cho đến lúc này là 10 ly, tổng cộng là 19 cây. 19 cây. Thì đối với việc khoan tại gia đình mình lâu lâu lấy ra khoan, hoặc là chúng ta khoan theo kiểu khoan sắt không á, mà nếu mà có tưới nguội biết cách khoan thì mũi này xài sẽ rất là bền. Quan trọng là cái độ của nó rất là bén. Nào mời tất cả quý anh chị chúng ta sẽ cùng nhau xem qua cái mũi. Đây là đuôi tròn. Đây là cái mũi 10 ly HS thép gió HSS. Có điều nó không có nhuộm titan, cũng như nó không có mạ cobalt, cho nên giá thành của nó rất là rẻ, và thực sự nó chỉ đáp ứng được công việc đó chính là khoan sắt dân dụng mà thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm sản phẩm bằng việc khoan vô tấm sắt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test cái sản phẩm mũi khoan Ruco chuyên khoan sắt trên một cái sắt tấm này dày 2 ly. Sắt tấm dày 2 ly. Chúng ta sẽ xem thử coi cái mũi khoan nó khoan ngon lành không. Rồi trước tiên mình sẽ thử test cái mũi 8 ly của Ruco. 8 ly. Ok, khoan rất là đều. Thường là những mũi khoan như thế này để sử dụng bền hơn thì chúng ta sẽ tưới nguội đó. Chưa nóng lắm, tản nhiệt tốt. Đây là sắt tấm 2 ly. Vẫn chưa thấy cái độ nóng của nó, mũi này khoan tốt á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy bắt đầu nó có vệt cháy rồi, thì mình đã khoan liên tục 1, 2, 3, 4, 5 thì bắt đầu nó xuất hiện những cái mặt cháy, là chuẩn bị chúng ta phải tưới nguội đó. Thử tiếp coi.
rất là nhẹ nhàng, rất là khỏe. Sẽ tới ngồi nó một cái. Mũi 8 ly là mũi thông dụng. Mặn rất là nhẹ nhàng, rất là ngọt ngào. Giờ để tiết kiệm thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau khoan tiếp cái mũi lớn hơn là mũi 10 ml. Rồi, mình đã lắp xong cái mũi 10 ly vô cái khoan bàn. Chúng ta sẽ cùng nhau khoan thử mũi 10 ly. Như mũi 8 ly nè, anh chị thấy là khoan liên tục tới 2, 4, 6, 7 lỗ thì nó bắt đầu nó xuất hiện cái hiện tượng là bị cháy mũi khoan. Nhưng mà vẫn còn khoan rất là ngon. Xong cái mũi 10 thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra cái mũi 8 này. Ok, quá ngon. Ồ, ăn quá ngọt luôn. Đó, đi cực kỳ ngon luôn, quá dữ. Nè, đây là mũi thứ ba. Ba mũi liên tiếp rồi. Giờ mình sẽ quay xa ra để anh chị chúng ta cùng xem mà cái tốc độ đi xuống của nó rất là lẹ. Ba mũi liên tiếp rồi ha. Chưa cần tiếng ngụy luôn. Mũi thứ tư. Bắt đầu xuất hiện tình trạng cháy mà nóng mũi khoan mà chưa có cháy. Khi mà xuất hiện những cái phôi ra mà bị đen như thế này thì báo hiệu là mũi khoan nó quá nóng rồi, chúng ta nên tưới nguội. Còn những anh mà chuyên về khoan cơ khí, chuyên về đồ cơ khí thì cái này chỉ là cái chuyện bình thường thôi, không cần phải nhắc. Ở đây thì mình chỉ rút kinh nghiệm và chia sẻ những anh mới bắt đầu xài cái phân bàn và những cái mũi khoan sắt. Tốc độ đi xuống nó rất là nhanh, quá dữ luôn. Đó, ngon lành. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau kiểm tra cái mũi 8 và cái mũi 10 nãy xem nó như thế nào rồi nha. Rồi, trên tay mình là hai cái mũi, một mũi 8 ly và đây là cái mũi 8 ly. Anh nhìn thấy không? Đó, hoàn toàn không bị một bất kỳ tình huống gì xảy ra. Đó, cạnh của nó cũng không bị mẻ và rất là sắc. Rồi, chúng ta kiểm tra tới cái mũi 10 ly. Rồi, và đây là cái mũi 10 ly. Rồi. Đối với những cái mũi lớn thì cái độ bén của nó, độ ăn ngọt vô trong cái vật liệu. Và thứ hai là khoan liên tục nó tới 6 mũi liên tiếp thì nó bắt đầu có hiện tượng cháy, chứng tỏ cái này nó chịu nhiệt cũng rất là tốt. Lúc đó mình chỉ cần tưới nguội, mình khoan tiếp thôi, nó rất là đơn giản. Và thứ hai là cái độ tản nhiệt của nó cũng rất là tốt. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục kiểm tra những cái mũi nhỏ hơn để xem nó như thế nào, nhất là những mũi 1 ly, 1 ly rưỡi, 2 ly, 2 ly rưỡi và 3 ly. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái mũi 1 ly cho anh chị cùng xem. Đây cái mũi nó nhỏ xíu như là một cọng tóc vậy, nhỏ xíu luôn, 1 ly. Rồi mình sẽ lắp vô. Cái cha cái khoan bàn này thì nó lại kẹp. Để thử coi nha, chắc nó kẹp được mũi 1 ly á.
Của một ly thật sự rất là khó kẹp, không đúng cái đồng tâm đó là nó bị lật và gãy ngay. Rồi, đồng tâm. Mừng quá. Mỗi một ly thật sự rất là khó. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau khoan trên cái miếng sắt hồi nãy luôn. Cũng dày 2 ly luôn. Đây, miếng sắt dày 2 ly. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra mũi khoan 1 ly của Ruco. Cũng khoan 1 ly của Ruco. À, quên, khi mà anh chị khoan cái mũi 1 ly á, hoặc những mũi nhỏ, bắt buộc chúng ta phải tăng tốc của bàn của máy khoan lên thật là nhanh, chứ nếu không nó sẽ bị gãy mũi. Rồi giờ sẽ tăng cái tốc lên hết cỡ. Rồi tăng tốc hết cỡ. Khá là nhanh đó. Quá dữ. Đụng lỗ luôn. Ôi ơi, ngọt ngào. Hoàn toàn không hề hứng gì luôn. Tiếp tục. Rất là ngọt anh chị ạ. Tuyệt vời. Và cái tốc độ đi xuống của nó cũng rất là nhanh. À, nó ăn cục liệu cực kỳ nhanh luôn. Cái mũi nhỏ này rất là khó để hình dung được là nó tới độ cháy chưa. Rất là ok luôn, tuyệt vời ở mặt trời. Rồi, vậy là mình đã thử xong luôn cả cái mũi 1 ml. Quá ngọt ngào, đi rất là nhanh. À, mình chỉ cần một cái lượt đè vừa phải thôi để cho nó ăn vật liệu là được rồi. Cô vẫn còn ngon lành. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục thử tới cái mũi 3 ly. Nếu cái mũi 1 ly mà nó ngon lành thì anh chị đã thấy rồi, chúng ta đã thử một cái mũi thông dụng là mũi 8 ly. Mũi 10 ly là cái mũi lớn nhất của nó. Và bây giờ là tới cái mũi 1 ly cũng quá là ngon lành. Mũi 3 ly. 3 ly thì thường thường ít xài, chúng ta sẽ chơi tới 3 ly rưỡi để làm cái taro răng. Đây có những cái size lẻ để anh chị làm cái phần taro răng đó, rất là ngon lành. Chỉ cần mua cái hộp này thôi là đã đủ tất cả các mũi khoan để chúng ta sử dụng tại gia đình. Muốn làm răng cũng được, hoặc là làm khoan để mà bên vật liệu sắt cũng được, rất là tuyệt. Chạy thử rồi. Ok, đồng trùng. Dạ, mình sẽ cùng nhau thử tiếp mũi 3 ly của Ruco. Đây
đây là mình đang để cái tốc cao nhất của phần này. Má ơi, quá trời ơi, tuyệt vời. Trời ơi, nó đi lẹ cực kỳ luôn, như chưa có gì xảy ra, bất ngờ thật. Trời ơi, lẹ dữ trời. Bị rít, bị rít à, do thắt phôi nhanh quá, bị rít. Chị thấy khoan cực kỳ lẹ chưa? Quá lẹ luôn, quá nguy hiểm. Em sẽ zoom xa ra cho chị cùng xem. Đi cực kỳ lẹ luôn. Chuẩn bị nha, vô nè, ăn vật liệu nè. Kinh chưa? Trời ơi, má ơi, quá khủng. Cái này do đó mình chạy tốc cao quá, cái phôi nó không được thoát á, sẽ bóp vô. Và vẫn chưa xảy ra tình trạng bị cháy mũi. Dữ thiệt. Sự với một cái hộp mũi khoan Ruco và với mức giá cực kỳ hấp dẫn, 300.000 đồng một hộp, chưa bao gồm phí vận chuyển, thì mình đã test cho anh chị cùng xem rồi. Cái mũi khoan này phát huy tác dụng rất tốt đối với việc khoan sắt, những cái sắt mỏng như sắt V hay sắt tấm như thế này, là khoan cực kỳ ngon, cực kỳ phù hợp. Lý anh chị là những mũi nhỏ thì chúng ta sẽ dùng tốc cao, còn những mũi lớn ta sẽ sử dụng cái tốc chậm hơn. Rồi, cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.